Mới đây, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã loại hai cái tên cuối cùng của Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN 19. Theo đó, Đoàn Huy Hoàng và Nguyễn Công Phương là hai người bị loại. Chia sẻ với truyền thông về quyết định loại Huy Hoàng và Công Phương, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, chúng tôi đã tốt danh sách cách đây chưa lâu. Công Phương có điều kiện lên đây để tập luyện thi đấu với các anh. Cậu ấy rất tiềm năng nên được tập luyện ở đây sẽ tốt hơn, còn việc đi ASEAN hay không không quan trọng. Bởi tôi xác định tạo điều kiện cho bạn ấy tập ở sân chơi lớn hơn với các anh lớn hơn. Về trường hợp của Huy Hoàng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, bản thân tôi muốn các cầu thủ tập luyện ở đây và ban huấn luyện cũng nghĩ xa hơn. Các cầu thủ cũng xác định được điều này nên không có gì khó khăn. Những đợt tập trung chúng ta thường hay chốt danh sách, đương nhiên thời điểm cuối cùng rất khó khăn, nhưng lần này thì mọi chuyện đã chuẩn bị từ trước. Tham dự môn bóng đá nam tại ASEAN 19 có tổng cộng 23 đội tuyển và được chia vào 6 bảng, 5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Đội tuyển Olympic Việt Nam ở cùng bảng đấu với Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng và bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 6 bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội, vòng 1/8. Các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ 19 tháng 9 đến 24 tháng 9. Vòng 1/8 diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 9. Các trận tứ kết được tổ chức vào ngày 30 tháng 9. Các trận bán kết diễn ra vào ngày 3 tháng 10. Trận tranh huy chương đồng và vàng diễn ra vào ngày 7 tháng 10.